Con yêu. Con đã yêu quá. Của má. Sao con cục vàng đi Đà Lạt vui lắm ha. Trời ơi vui lắm má ơi. Ê nhớ mua hồng cho tôi nha. Chị nữa nha. Em nhớ rồi. À mà em có ý định đây nè. Không mấy cuối tuần này á, cả nhà mình lên đây chơi luôn đi. Lâu lắm rồi nhà mình không có đi du lịch cùng nhau. Rủ ba lên đây luôn. Đi đâu? Đi du lịch. Yep. 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 Má, sao vậy má? Lâu lâu nhà mình mới đi du lịch chung mà. Mà chú Út cũng đang trên đó mà má. Lâu lâu gia đình mình lên trên đó đoàn tụ má. Ở trên Đà Lạt mà mỗi buổi sáng á má, mình uống trà má, mát mẻ lắm. Không khí nó trong lành má hiểu không? Đi nha má. Các con thân yêu của má. Dạ. Má nghĩ như vậy. Ừ, dạ. Con ơi. Dạ. Nếu bây giờ má đi theo các con. Dạ. Dạ. Thì nhang khói ai thắp hàng đêm? Mèo ai cho uống nước? Để mèo theo. Chó ai cho ăn? Để... Chưa kể là nếu trời mưa ngập lụt thì cái nhà này nó trôi đi luôn à. Bưng cái nhà. Thế thì có phải rằng là thôi để cho má hy sinh bao nhiêu lâu, bây giờ má vẫn cứ hy sinh tiếp tục đi. Các con vui vẻ, má ở nhà má an tâm, má cũng vui vẻ. Đi ở nhà đi du lịch mà không có má sao tụi con vui má. Tôi đã nói rằng là nói cái gì, nói vấn đề du lịch thì thôi đừng bàn. Ủa má, má sao kỳ vậy ta, sao lần nào cũng vậy trơn vậy ta? Cứ mỗi lần bàn đi du lịch là má không bao giờ đi ấy. Mà mỗi lần mà má đã đi được rồi là vui hơn Tết. Anh có nhớ cái lần gần đây nhất mình đi Vũng Tàu không? Ban đầu cũng không có chịu đi vậy đó. Trời ơi, ai cũng thuyết phục mấy ngày luôn. Lúc mà đi một cái á nha, cười từ lúc đi cho tới lúc về. Trời ơi, nhớ sao không? Nhớ cái buổi sáng hôm ấy với cái set đồ, một cái bùng rền, tao nói nó vậy nè. Chịu hết nổi mấy đứa này rồi, trời ơi là trời. Đau hết rồi. Nhanh lên đi. Trời ơi, cái nhà kế bên đám dỗ, đám quậy gì đâu 2-3 ngày. Gì vậy má? 4 giờ sáng là tôi đã thức rồi. Để tôi làm tất cả mọi chuyện, cơm, nước, rồi tôi gói ghém, tôi đem đi. Tôi make up, rồi tôi quần áo, đồ đạc đã xong xuôi hết rồi. Để chờ mấy người xuống thôi, tôi đem vali ra đây luôn, đem túi xách ra đây luôn. Vô thay đồ. Ủa mấy giờ mới đi mà tự nhiên giờ này trời sớm ơi vậy? Trời, hẹn 9 giờ sáng mà giờ này nhìn đi, 7 giờ rồi. Ủa má ơi, thì bây giờ 9 giờ sáng xe mới chạy mà bây giờ má cũng biết là 7 giờ. Thì bây giờ mình còn có 2 tiếng đồng hồ thì cũng đâu có gì đâu, cho tụi con tập ra mồ hôi xíu con đi. Con ơi con, mình phải có cái văn hóa lịch sự chứ con. Trời ơi nè, mình phải make up đàng hoàng tử tế nè, mình phải đến đúng giờ nè, để cho tài xế người ta vui, để cho người ta cảm thấy là người ta được tôn trọng. Trời ơi, lịch sự tôn trọng gì mà tới 2 tiếng dữ vậy má. Ủa? Chịu không nổi luôn á. Cái này là cái gì vậy má? Nguyên cái set đồ nè. Trời ơi, con quên. Cái này nè là của má. Má mai má đi mặc để mà làm văn nghệ đó. Trời ơi, má đầu tư cái bộ đồ này là nhiều tiền lắm, mà nhiều công sức lắm. Đó, cho nên bây giờ hãy mà nhà mình có cái lễ lộc gì lớn, hay là có một cái sự kiện gì đó mà mình quan trọng một cái là má mặc bộ đồ này. Thứ nhất là để lâu á, nếu không nó bị cũ. Thứ hai nữa đó là mình mai mình đầu tư á, mình không mặc á là nó uổng đi, con hiểu không? Biết bao nhiêu công sức mình đã cho mình. Thôi, không phải là chuyện cái bộ đồ của tôi. Bộ đồ của tôi là nó đương nhiên là như vậy rồi. Nhưng mà con thấy cái bộ đồ này mấy nó người nó, nè, nó có phù hợp nó phù hợp không? Lẽ giờ mình ngồi lên xe rồi nguyên cái ban đầu là má ngồi không banh cái bùng rền ra vậy. Trời ơi, làm ơn hai người đi thay đồ giùm cho tôi, trễ quá rồi. Đi. Sao kỳ vậy ta? Cái tuổi trẻ này sao bây giờ nó kỳ cục vậy ta? Cái gì nó cũng lề mề, cái gì nó cũng chậm chạp. Còn tôi không đi thôi, đi một cái
là từ A tới Z, đâu vô đó, không cần ai nhắc nhở, không cần ai phải phiền hà, và không bao giờ mà làm cái điều gì mà cho người khác phải buồn lòng. Nhanh lên đi, tôi buồn lắm rồi. Đó, một đi là vui vẻ dữ lắm mà cứ như vậy. Được rồi. Cái gì vậy? Anh có cách. Cách gì? Tiền trảm hậu tấu. Bây giờ mấy người đặt khách sạn hết rồi đúng không? What? Yeah. Mọi người ơi. Gì vậy chạy? Ủa gì vậy? Gì vậy mình? Dạ, gì đó? Đây. Dạ thưa má, thưa mọi người. Chú Út điện thoại về, chú nó đã đặt hết tất cả rồi. Chết rồi. Đặt khách sạn nè, đặt chỗ ăn nè, tất cả các ngôi chỗ vui chơi. Chết rồi. Khoan nha, một cái vấn đề này rất là quan trọng, chi tiết là quan trọng nha. Gì vậy chị? Nếu mà mình không đi á là mình sẽ bị mất cọc đó nha. Chết rồi. Chết là chỗ đó mình phải đi, mình không đi là đúng. Chết. Đau. Sao các người cứ đặt tôi vào thế đã rồi? Bây giờ đã trả tiền khách sạn rồi đúng không? Dạ. Nếu không đi thì mất tiền đúng không? Dạ. Thì đi. Bây giờ đi Đà Lạt. Đi mấy ngày? Má cường đó, má nghe nè, giống như mình đi tour vậy đó má. Mình từ Đà Lạt cái mình đi qua Nha Trang, hay xong xuôi cái mình đi nhiều địa điểm nữa, mà những cái địa điểm đó là mình chưa có chốt. Bây giờ trước mắt là mình chốt cái địa điểm Đà Lạt. Đúng. Chắc con nghĩ đi khoảng chừng 5-6 ngày, khoảng một tuần nữa má. Một tuần thôi à? Ngày trước. Không. Nói nhiều quá không có đi đâu. Ba ngày trước. Lỡ rồi, 6 ngày. Ơi. 6 ngày lỡ rồi. Chứ sao biết 6 ngày. Các người không hiểu rằng là tôi sợ lạnh, ở Đà Lạt lạnh, lạnh mỏ ác tôi lắm. Không được đâu, đi ít thôi đi. Thì bây giờ 3 ngày là bây giờ mình từ Đà Lạt rồi cái mình đi qua Nha Trang là nói chung một hướng đi á má. Tua hả? Tin em đi. Ok. Thôi em không đi Nha Trang, đi Nha Trang nắng lắm, chạy về em hết. Bây giờ mình đi Buôn Ma Thuột đi. Đi Buôn Ma Thuột, cho má nói như vậy. Đi Buôn Ma Thuột lên Tây Nguyên, Đông Cao Nguyên đúng không? Đúng. Là có voi. Đúng rồi. Má sợ voi. Voi. Đúng rồi, sợ voi. Trời ơi, má sợ voi voi. Vậy đi cái này là má không sợ đâu. Mình sẽ đi một cái nơi nền nã hơn, nhẹ nhàng hơn, văn thơ hơn, Bình Định. À, đến Bình Định được á má. Bình Định, con em nghe nói là Bình Định đẹp lắm. Ủa, cảnh đẹp không? Con gái Bình Định đánh roi đi quỳ. Bây giờ mọi người phải trả lời cho tôi một câu thật rõ ràng và khúc chiết răng. Là sao? Nếu đi từ Đà Lạt lên Bình Định thì mất bao nhiêu tiếng? 7 tiếng. Bảy tiếng. Nhưng tài xế là mà nhanh nhất thì đi một gọi là đi 6 tiếng 55 phút, đi sớm 5 phút. Sao má đau hoài vậy chồng? Các người biết rằng thì là ngồi như vậy đau hoài là tôi bị tụt huyết áp, từ tụt huyết của bác của bác tôi sẽ bị đau cột sống thoát vị để đệm. Các người hiểu không? Nhưng mà bây giờ phát gọi chứ, phát gọi để con. Mọi người cùng nghe, có gì đâu mà rần rần. Sao của con mà đi thôi. Alo. Ủa, rồi mọi người vụ má xong chưa? Bảo em sớm để em biết em đặt khách sạn nữa nè. Đang vụ má nè. Sao chưa đặt khách sạn đúng không em? Trời ơi, biết má có đi không mà đặt. Xong. À, các người lừa tôi à? Bố cục kịch lỏng lẻo, nội dung không phù hợp, diễn xuất dở, mãn miếng rớt lọt đớp. Xin lỗi, không có đi du lịch gì cả. Dẹp du lịch. Má.